Xin chào bạn, hôm nay mình giới thiệu đến các bạn một món nồi của Pana. Đây là nồi Pana cao tần áp suất điện tử công nghệ bù ẩm nhé các bạn. Thì nồi này có dung tích 1 lít, mã nồi là SRSP105, tức là 1 lít các bạn nấu được khoảng 2 bát, 2 bát rưỡi gạo, khoảng 5 người ăn. Cái này còn rất là đẹp, không bẻ vỡ gì nhé các bạn. Đây, còn rất là bóng luôn. Đấy, thông số đây. Năm 2016, sản xuất năm 2016 nhé các bạn. Này thì có mặt màu đen, có cái viền là màu đỏ, màu gọi là màu đỏ nhạt, các bạn màu hồng, hơi giống màu hồng ấy. Rồi mình mở cho bạn xem bên trong nhé. Đây, vung cái răng này còn tương đối nhé các bạn. Đấy, nồi rất là sạch luôn, rất là sạch, rất là đẹp luôn. Đấy, các bạn nhìn thấy cảm biến này còn rất là sáng luôn nhé các bạn. Đây, bên trong cái bù ẩm đây. Đấy, không có bị vôi bám nhé các bạn. Những cái hàng bãi dùng lâu ấy thì chắc phải đến 99% là vôi rồi. Thì cái lỗi cái nồi này thì nó liên quan đến cái vấn đề hắt nhé các bạn. Đấy, thì đa phần là do cái vôi. Đấy, vôi bên trong này các bạn này. Đây các bạn để ý này. Đấy, nó như thế này ở nhưng mà nằm tiếp bên trong nên không rửa được. Nhưng mà riêng những cái hàng đấu giá này thì người ta đang dùng luôn đấy các bạn, thì nó không có để một thời gian, ngừng một thời gian thì nó sẽ không bị vôi. Đây, son cũng vậy nhé các bạn, còn rất là đẹp luôn. Đấy, lớp kim tuyến còn óng ánh luôn nhé các bạn. Son lỗ, son này là kết hợp với áp suất điện tử để đảo gạo cho các bạn này. Đây, bên trong đây. Đấy, thôi mình ghim điện cho các bạn xem thử nhé. Mình chọn cái này thì cách bố trí của nó khác cái FPX nhé các bạn. Đây là chọn gạo đấy các bạn, đây nút chọn gạo này. Đấy, thì cái đầu tiên là gạo trắng nhé, rồi bên này là chọn chế độ nấu này. Đấy, ở đâu, bên này là mình xin lỗi, đây là chọn gạo. Chọn gạo rồi thì các bạn chọn chế độ nấu này. Đấy, bên này chế độ nấu này, rồi mình di chuyển. Đấy, thì các bạn muốn ăn nấu truyền thống, cái chữ gì này giống chữ gì này, nấu truyền thống được bạn, thì cứ từ trên dưới, càng xuống dưới này càng dẻo. Thì bạn nào thích ăn cơm mềm dẻo thì cái số giống số mấy số năm đang chớp chớp đấy các bạn này. Còn các bạn muốn ăn cơm tơi các bạn lên trên đây. Đấy, nhưng mà ưu điểm của Pana đó là cơm mềm dẻo, thì mình chọn cái điểm mạnh của nó mình nấu nhé các bạn. Rồi mình nhấn nấu 51 phút. Rồi, mỗi nồi này mình đang bán với giá là 3,6 triệu nhé. Bạn nào có nhu cầu thì liên hệ ủng hộ mình nhé. Rồi, mình cảm ơn các bạn, xin chào các bạn nhé.